Slovakia mở lại vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sau phiên tòa diễn ra ở Đức. Hôm 1 tháng 12, truyền thông Slovakia dẫn lời cảnh sát trưởng Stefan Hamran cho biết cơ quan hình sự quốc gia của Slovakia, NAKA, vừa mở lại thủ tục tố tụng hình sự. Vì những nghi ngờ tham nhũng trong vụ một số người của nước này dính líu vào vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam vào năm 2017, động thái mới của Slovakia diễn ra sau khi một phiên tòa ở Đức vào tuần trước bắt đầu xét xử kẻ bắt cóc thứ hai sau khi người này bị bắt khi trở về châu Âu sau 5 năm ở Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chính trị gia Việt Nam và cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, được cho là đã bị bắt cóc từ Berlin về Việt Nam vào tháng 7 2017 khi đang trong thời gian xin tị nạn ở Đức và ông được chính quyền Đức bảo vệ chính thức. Đã có những nghi ngờ cho rằng giới lãnh đạo Slovakia bao gồm cả phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ lúc bấy giờ là ông Robert Kaliňák đã biết về vụ bắt cóc và chấp thuận cho sử dụng máy bay của chính phủ.